cái dâu. À, hôm nay mình làm mình đã bỏ qua qua cái công đoạn mà vô keo các bạn. Thay vào đó thì mình lên màu cho hai em nó. Màu này gọi là cái màu dầu điều ha. Nếu các bạn nào mà xem hết clip thì sẽ thấy ha. Thì quá trình mình lên cái màu này thì mình sẽ mất thêm một ngày nữa các bạn. Tại vì mình sơn cái dầu điều này lên á, mình cần phải có một ngày nữa để cho nó khô rồi mình mới sơn bóng lên. Đó. Tính ra là mình mất thời gian hơn là mình làm cái kiểu kia ha. Đó. Thì các bạn xem coi nó cái màu này với lại cái màu cũ, cái màu nào nó đẹp, để lại bình luận cho mình nha. Đây là hai cây chạt, hôm nay mình làm một cây chạt 7.5 và một cây chạt 8 ha. Đó. Thì có một bạn hỏi mình là sao em bắn quen cái chạt 7.5 rồi bây giờ em đổi sang cái chạt 8 thì em bắn không trúng. Thì bây giờ mình sẽ trả lời bạn ha. Mình ví dụ chạt 7.5 bạn đặt ở đây thì cái chạt 8 bạn phải đặt thấp hơn một chút xíu thì nó mới trúng được cái mục tiêu ha. À, đúng không? Khi bạn chuyển sang chạt lớn thì bạn phải hạ điểm đặt đạn xuống. Khi bạn đổi sang cái chạt nhỏ thì bạn phải nâng cái điểm đặt đạn lên. À, thì mình phải tìm, khi mình đổi một cái chạt là mình phải tìm lại cái điểm đặt đạn mới. À, nếu như mà mắt của bạn, thị lực của bạn bình thường thì mình khuyên bạn chỉ nên xài một loại chạt thôi, đỡ phải mất thời gian ha. Còn nếu mà thị lực của bạn có vấn đề, hồi trước thì bạn không đeo kính thì bạn sử dụng chạc 7.5 tốt đó. Mình thí dụ bây giờ bạn đeo kính rồi, bạn không sử dụng được chạc 7.5 nữa, bởi vì khi sử dụng chạc 7.5 nó rất dễ bị bay kính hay bị vỡ kính ha. Đó, bạn muốn đổi sang cái chạc lớn hơn đó, bạn đổi sang chạc 8 thì mình có một cái lời khuyên cho bạn á, là bạn hãy đổi hẳn sang chạc 8.4 hoặc là chạc 9 luôn. À, thì khi này chúng ta sẽ đi tìm lại cái điểm đặt đạn mới thì nó nằm ở khoảng này, khoảng này ha. À, chặt 8.4 hoặc chặt 9 thì ở cái điểm đặt đạn mới và cái điểm đặt đạn cũ nó cách xa nhau rất là xa. À, chúng ta rất là dễ phân biệt, nó không bị nhầm lẫn. À, còn khi bạn từ chặt 7 bạn xuống từ chặt 8, chặt 7.5 bạn xuống chặt 8 thì hai điểm này nó xê xích với nhau rất là ít, bạn rất dễ bị nhầm lẫn. Cái cảm giác nó sẽ làm cho bạn bị nhầm lẫn giữa hai điểm mặt đạn này, cho nên là bạn rất khó mà bắn trúng được mục tiêu liên tục ha. Đó. Để có thể bắn tốt hơn thì mình có một cái lời khuyên cho bạn là đổi sang cái chạc to hơn luôn, 8.4 hoặc là chạc 9 ha. Rồi mình tự tìm lại một cái điểm đặt đạn mới cho mình ha. À, chúc bạn thành công ha. Thì giờ mình cũng sẽ test cho bạn xem luôn ha. Đây là hai cây chạc 7.5 và chạc 8. À, thì mình sẽ test cho bạn xem ha. Đó. Hai cây chạc này điểm đặt đạn của nó sẽ khác nhau như thế nào các bạn để ý nha. À, để ý cái điểm đặt đạn ha. Trước tiên thì mình sẽ test cây chạc 8 trước cho các bạn xem nha. Đó là cái chạc 8. Giờ mình sẽ test cái chạc 7.5. Hãy để ý cái điểm nhập đạn coi nó có sự khác biệt gì không nha.
thấy chưa, rõ ràng là nó có hai cái điểm đặt đạn khác nhau đúng không ạ? Hai điểm đặt đạn thì nó chỉ xê xích với nhau một tí xíu thôi, nếu mà mình không cẩn thận thì nó rất dễ bị nhầm lẫn ha, thì nó sẽ tạo ra những cái phát bắn không chính xác rồi ha. Này, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hôm nay trễ quá mình không có đi test ná được. Mình tranh thủ ở nhà mình test cho các bạn xem luôn nha. Cảm ơn các bạn. Nhớ đăng ký để xem nhiều món ná hơn nha. Sorry các bạn nha. Sau khi xem lại clip đó, thì mình mới thấy cái tay của mình nó che cái điểm đặt đạn rồi. Đó. Cho nên mình sẽ quay lại để các bạn có thể nhìn rõ hơn cái điểm đặt đạn ha. Mình thật xin lỗi vì sự cố nha. Giờ mình sẽ test lại ha. Cái này là gạt 8 nha các bạn. Vì là không có thời gian ha, mình phải đi trước học sinh nữa, cho nên là mình test mỗi cây mình test 2 viên thôi cho các bạn xem ha. Đây là chặt 7.5. Đây. Cái điểm đặt đạn nó chỉ xê xích có tí xíu thôi ha các bạn, phải nhìn kỹ lắm thì mới có thể nhìn ra ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ha. Hẹn các bạn clip sau nha.